Theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì trong 8 tháng đầu năm nay, nhập siêu ước tính lên đến 3,6 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với những cùng kỳ năm trước. Và trong đó thì khu vực kinh tế trong nước nhập siêu lên đến 13 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong 8 tháng vừa qua đạt gần 110 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu chiếm gần 45 tỷ đô la, còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với hơn 65 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất, trong đó mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh nhất là nguyên phụ liệu ngành ô tô, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cho các loại xe máy móc. Ngược lại, xuất khẩu của Việt Nam đang có xu hướng dậm chân tại chỗ, mặc dù có tăng nhẹ so với trước nhưng không đáng kể. Trên thực tế, các mặt hàng thủy sản, cà phê, gạo xuất khẩu đang giảm mạnh. Theo dự báo của Bộ Công Thương, sang năm 2015, Việt Nam sẽ nhập siêu đến 6 tỷ đô la Mỹ.